Minh Hằng không ngụ ý khơi lại quá khứ hay đề cập đến bất kỳ nhân vật nào. Minh Hằng giải thích rằng đoạn mở đầu MV không ngụ ý khơi lại quá khứ hay đề cập đến bất kỳ nhân vật nào. Tối qua 12 tháng 12, Minh Hằng đã cho ra mắt MV Điều Em Cần Chỉ Là Anh để chúc hạ năm 2017. Đây là một bản ballad ngọt ngào do nhạc sĩ Văn Thiên Hạnh chấp bút. MV là câu chuyện mà nữ ca sĩ phát họa lại những tâm tư của mình trong con đường nghệ thuật trong suốt 10 năm mà cô từng đi qua. Khách mời đặc biệt trong MV là diễn viên Lan Ngọc. Điểm đáng chú ý trong nội dung MV đó là phần thoại của những phân cảnh đầu của nhân vật Lan Ngọc khiến người xem nghĩ ngay đến những câu chuyện ồn ào của showbiz trong thời gian qua. Cụ thể như câu nói, chắc phải lên trên cục đề nghị cấp giấy phép để bảo vệ những người làm nghề chân chính, có nội dung gần sát với câu chuyện Minh Quân đã xéo việc đi hát của Chibu để bên vực giọng hát của mình và nữ hot girl. Thậm chí có lời thoại, chọn đi có người đó thì không có cô ba này, lại có phần khá tương đồng với ồn ào Minh Hằng bị Hà Hồ chèn ép, rời khỏi ghế nóng giám khảo The Face. Hình ảnh Minh Hằng trong MV rất trẻ trung và năng động. Minh Hằng chọn cái tên Điều Em Cần Chỉ Là Anh để đặt cho ca khúc này vì đây là món quà mà Minh Hằng muốn dành tặng cho người yêu giấu mặt của mình. Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật có thể nói Minh Hằng là một trong số ít các ngôi sao không có scandal. Thế nhưng trong năm 2017, cô đã vướng phải nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên dù có bị chỉ trích, Minh Hằng vẫn luôn vững tin vì một người ở bên cạnh chăm sóc, bảo bọc và an ủi cô. Người đó không ai khác chính là bạn trai hiện tại. Vì lẽ đó, sau khi cơn bão qua đi, Minh Hằng muốn thể hiện tình cảm dành cho bạn trai qua ca khúc mà cô tâm đắc. Từng lời ca, từng câu chữ trong ca khúc đều là tiếng lòng của Minh Hằng muốn gửi đến người bạn trai giấu mặt. Sản phẩm lần này Minh Hằng muốn dành tặng cho người bạn trai lâu năm của mình. MV được thực hiện trong 3 ngày tại Việt Nam và Dubai. Trong 2 ngày quay hình tại Dubai, Minh Hằng đã gặp phải nhiều chuyện dở khóc dở cười vì những luật lệ nghiêm nghị của nước bạn. Thế nhưng với sự giúp đỡ tích cực của đội ngũ sản xuất, những hình ảnh xinh đẹp của thành phố xa hoa này được ghi lại trong những khung hình chỉnh chu và mãn nhãn. Minh Hằng giải thích thêm phân đoạn mở đầu MV không ngụ ý khơi lại quá khứ hay đề cập đến bất kỳ nhân vật nào. Cô chỉ mong muốn đưa ra quan điểm rằng mỗi người đều cần được tôn trọng trong môi trường nghệ thuật với những cố gắng và đóng góp chính đáng. Minh Hằng hy vọng mọi người luôn giữ được nhiệt huyết để phục vụ khán giả và mang lại những sản phẩm tốt nhất. Loạt ảnh nóng để đời của Kim Lý, ảnh số 6 bạo đến mức bạn diễn nữ bị chuột rút. Tham gia đóng ít phim nhưng Kim Lý đã có không ít cảnh 18+. Mới gia nhập làng giải trí không lâu và số lượng vai diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Kim Lý đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài phong trần nam tính của mình. Đặc biệt, dù đóng ít, nhưng nam diễn viên cũng kịp bỏ túi một vài cảnh nóng trên màn ảnh, nhất là bộ phim đầu đóng cùng Trương Ngọc Ánh Hương Ga. Sau khi chia tay với Trương Ngọc Ánh, Kim Lý đã đến với Hà Hồ. Nam diễn viên được hợp tác với nữ hoàng giải trí trong MV ca nhạc của cô. Cả hai gây choáng vì những cảnh hôn táo bạo. Thời điểm đó Hà Hồ và Kim Lý chưa công khai quan hệ, nên nhiều khán giả rất ngạc nhiên trước mức độ thân thiết của hai người. Có thể nói loạt ảnh nóng này đã giúp MV Hà Hồ được chú ý hơn. Màn ra mắt của Kim Lý tại showbiz Việt trở nên thành công nhờ vai diễn Tùng Hero trong Hương Ga. Đóng cặp với Trương Ngọc Ánh, cả hai đã có nhiều cảnh giường chiếu. Để có thể thực hiện những khung hình này, Kim Lý và Trương Ngọc Ánh phải để lộ nhiều phần cơ thể. Tuy nhiên giữa họ được trang bị thêm nhiều đồ bảo hộ để hỗ trợ che chắn những bộ phận nhạy cảm. Dù vậy, để thực hiện những thước phim, Trương Ngọc Ánh liên tục bị chuột rút. Kim Lý tâm sự khi quay những cảnh nóng này, xung quanh chúng tôi có hàng chục người đang chăm chú nhìn. Ánh đèn chiếu rất nóng và còn từng bật mí rằng đây là một trong những thước phim nghệ thuật và đẹp nhất phim. Ngoài Hương Ga, Kim Lý mới chỉ tham gia thêm một phim Việt tại Việt Nam là Vệ Sĩ Sài Gòn, đóng cặp với Chibu. Vì là phim hài nên không cần cảnh nóng, mà chỉ có cảnh Kim Lý khóa môi Chibu mà thôi. Sở hữu thân hình 6 múi hoàn hảo, Kim Lý có thể hoàn toàn tự tin nếu như phải đóng cảnh nóng. Kim Lý bị tình cũ tố bắt cá hai tay, Hà Hồ trao ngay status lạ rồi anh cứ đi. Giữa lùm xùm của Kim Lý, dòng trạng thái của Hà Hồ lập tức gây bão cộng đồng mạng. Mới đây, làng giải trí không khỏi xôn xao khi tình cũ Kim Lý bất ngờ tâm sự về quãng thời gian yêu đương 2 năm với nam diễn viên trên trang cá nhân. Theo chia sẻ của Kiko Chen, cuộc tình giữa cô và Kim Lý bắt đầu từ năm 2015 và chấm dứt ở thời điểm 2 năm sau đó.
Tuy nhiên, cư dân mạng cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng đó cũng là khoảng thời gian nam diễn viên hẹn hò với Trương Ngọc Ánh. Điều này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn, phải chăng Kim Lý bắt cá hai tay? Người đẹp cho biết cô và Kim Lý chính thức hẹn hò nhưng không chủ động công khai với truyền thông. Dù rất tủi thân vì chỉ là người tình trong bóng tối, song vì yêu và vì tôn trọng tính chất công việc của một ngôi sao nên Kiko Jen chọn cách im lặng. Mặc dù đã có khoảng thời gian bên nhau mật ngọt, nhưng Á Hậu chia sẻ rằng cuộc tình này vẫn phải đi tới kết thúc chia ly. Lý do được Kiko Jen nhắc đến phần lớn nằm ở phía Kim Lý. Dù đường tình không quá dài, song Kiko Jen tâm sự vẫn không hối hận với quyết định mình đã chọn. Được biết, Kiko Jen chính là Á Hậu Miss Lemming International World 2017. Theo Kiko Jen, cuộc tình giữa cô và Kim Lý bắt đầu từ năm 2015 và chấm dứt ở thời điểm 2 năm sau đó. Trong khi đó, Kim Lý công khai tình cảm với Trương Ngọc Ánh vào đầu năm 2015 và cuối năm 2016, nam diễn viên chính thức thông báo chia tay bạn gái hơn 7 tuổi. Vì hai cuộc tình diễn ra trùng thời điểm nên nhiều khán giả nghi ngờ nam chính hương ga bắt cá hai tay. Kim Lý và Trương Ngọc Ánh thời còn mặn nồng. Hiện tại Kim Lý chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về chia sẻ của Kiko Jen. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện ổn khúc xoay quanh tình trường của nam diễn viên 34 tuổi. Giữa lúc bạn trai đang vướng phải tin đồn bắt cá hai tay, thì mới đây Hà Hồ đã bất ngờ treo ngay status lạ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ, rồi anh cứ đi, đêm ngồi đây em vẫn mong chờ, vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngay khi vừa đăng lại, dòng trạng thái lập tức nhận được sự quan tâm chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng phải chăng cô nàng đang ám chỉ mối quan hệ hiện tại giữa mình với Kim Lý. Trong đêm nhạc của mình vừa qua, Hồ Ngọc Hà cũng gây xôn xao khi bất ngờ tiết lộ rằng bị Kim Lý từ chối vì lúc đó nam diễn viên đã có bạn gái. Hồ Ngọc Hà kể về chuyện tình yêu với Kim Lý. Ban đầu khi tôi mời Kim Lý đóng chung MV Cả Một Trời Thương Nhớ, anh ấy từ chối vì bản thân là một diễn viên, không thể đóng trong MV ca nhạc quá ngắn và hơn nữa lúc đó anh đã có bạn gái. Ai cũng hiểu đó là Trương Ngọc Ánh. Cho đến khi thực hiện MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Hà Hồ có gửi lại lời mời kèm lời dọa dẫm sẽ không làm bạn nếu tiếp tục từ chối và lần này Kim Lý đã đồng ý. Sau một thời gian dài phủ định thì mới đây, cả hai mới chính thức thừa nhận đang yêu nhau. Từng làm lơ xe đi phục vụ quán ăn, hiện Hồ Quang Hiếu giàu có đến mức nào? Mọi người đều sửng sốt vì chỉ sau vài năm, khối tài sản của Hồ Quang Hiếu đã tăng lên rất nhiều lần. Là một nam ca sĩ được công chúng yêu mến hiện nay và sở hữu nhiều bài hit đình đám. Tuy nhiên ít ai biết, trước khi nổi tiếng và có được sự nghiệp rạng rỡ như hôm nay, Hồ Quang Hiếu đã phải vượt lên hoàn cảnh cơ cực để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Khi gia đình gặp nhiều chuyện không may, Hồ Quang Hiếu cố gắng sống làm việc bằng mọi nghề để có thể nuôi dưỡng niềm đam mê âm nhạc. Có một giai đoạn anh đã kiếm tiền trang trải cuộc sống bằng rất nhiều cách, như bán bún bò, làm lơ xe, tiếp thị. Đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ đã bước qua được giai đoạn khó khăn và sở hữu khối tài sản mà nhiều người mơ ước. Giọng ca không cảm xúc từng khiến fan ngất ngây khi khoe căn nhà 4 tầng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Quang Hiếu chia sẻ căn nhà này anh mua có giá 4 tỷ cách đây vài năm, nhưng mới đây anh đã thay đổi hoàn toàn diện mạo mới. Đây là tài sản giá trị đầu tiên mà anh tích góp được sau thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong căn nhà, anh thiết kế các kệ tủ để treo trang phục đi diễn và những món đồ riêng của mình. Một góc trang trọng khác là nơi ca sĩ trưng bày các giải thưởng âm nhạc và những món quà được fan tặng. Tôi dự định tặng ngôi nhà này cho mẹ và em gái ở, tôi sẽ ra riêng trong thời gian tới, nam ca sĩ bộc bạch. Hồ Quang Hiếu từng tiết lộ thu nhập của mình có khi hơn con số 10 tỷ cho một năm làm việc. Hồ Quang Hiếu cũng tậu riêng cho mình những chiếc xe hơi tiền tỷ, nhưng anh chẳng bao giờ khoe trên mạng xã hội. Điều làm mọi người bất ngờ nhất là Hồ Quang Hiếu ngoài sở hữu khối tài sản khủng, anh còn chăm đi du lịch nước ngoài như cơm bữa. Những nơi anh đặt chân đến đều là những địa điểm nổi tiếng của thế giới và chi phí cho mỗi chuyến đi như vậy không phải là con số nhỏ. Phản ứng bất ngờ của Di Phương khi bị vợ cũ Hải Lý tố ngoại tình. Diễn viên Hải Lý từng chia sẻ Lê Giang chính là người thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình của cô và nghệ sĩ Di Phương. Cách đây vài ngày, diễn viên Hải Lý, vợ cũ và cũng là người vợ đầu tiên của nghệ sĩ Di Phương, đã có những chia sẻ với báo chí về cuộc sống hôn nhân của mình và chồng cũ trong quá khứ. Trong đó, bà cho biết Lê Giang là người thứ ba đã phá hạnh phúc gia đình của bà vì hai vợ chồng sống với nhau 18 năm mà không có con. Di Phương đã tầm tem với Lê Giang. Chia sẻ này của Hải Lý ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều người,
bởi nghệ sĩ Duy Phương đang ở trong tâm bão vì vợ cũ Lê Giang tố bạo hành, show cô ngã từ cầu thang khi còn chung sống. Mới đây, nghệ sĩ Duy Phương đã chính thức lên tiếng về việc bị vợ cũ đồng loạt tố như vậy. Theo đó, ông cảm thấy tức cười về việc vợ cũ Hải Lý lên tiếng nói về chuyện của mình dù đã chia tay từ rất lâu. Tôi không màng đến mấy chuyện đó đâu, chuyện vợ chồng đã kết thúc rồi, có một khoảng cách rồi, nên tôi không cần cô ấy lên tiếng nói xấu hoặc đẹp về tôi. Kể cả là Hải Lý thì cũng không thể xen vô để nói chuyện về cuộc sống của tôi lúc này được. Không lẽ bây giờ tôi có 10 người vợ? Mỗi ngày một người vợ lên chia sẻ trên báo chí, tôi lại phải bận tâm đi rồi giải thích này nọ, thì còn làm ăn gì được. Thời tuổi trẻ ai cũng có lúc dại khờ, ai cũng có lúc bồng bột, gặp đâu vui đó. Vì thế mà cũng có những chuyện này chuyện kia. Con người mà ai hoàn hảo được như thánh nhân, nghệ sĩ Duy Phương chia sẻ. Trước đó, diễn viên Hải Lý đã chia sẻ về khoảng thời gian cô chung sống, cho tới khi ly dị chồng cũ Duy Phương. Theo bà, trong thời gian sống với nhau, bà chăm lo cho Duy Phương như một ông hoàng, nhưng tới khi ly dị thì lại trắng tay. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của diễn viên Hải Lý rất giàu sang và sung túc, không như chồng cũ phải chịu nhiều khổ cực để chăm lo cho các con, như mở quán nhậu và ở nhà thuê. Kim Lý bàn giao hồ sơ cho luật sư để kiện tình cũ hé lộ chuyện yêu đương. Quản lý Kim Lý đã không giấu được bức xúc và cho biết anh đã làm việc với luật sư giải quyết chuyện tình cũ của nam diễn viên Việt Kiều, bất ngờ kể lại chuyện cũ với những tình tiết không đúng sự thật. Ồn ào giữa Kim Lý và người mẫu Kiko Chen, người được cho là tình cũ của anh, vẫn chưa đến hồi kết. Theo đó, sau khi Kiko Chen bất ngờ đăng đàn chia sẻ về mối tình kéo dài suốt 2 năm với nam diễn viên, cô còn cho biết cả hai quen nhau qua những người bạn thân và nảy sinh tình cảm sau khi Kim Lý đã chia tay Trương Ngọc Ánh. Tuy nhiên, khi đến với nam diễn viên Hương Ga, cô đã đồng ý yêu anh trong bí mật. Dù đồng ý nhưng rất nhiều lần cô rơi vào cảm giác tủi thân hụt hẫng khi bạn trai chia sẻ trên các phương tiện truyền thông là vẫn còn độc thân. Đỉnh điểm của sự bất hòa dẫn đến việc chia tay giữa Kiko Chen và Kim Lý là khi hình ảnh của cả hai bị lộ ra ngoài. Kim Lý đổ tội cho bạn gái cố tình công khai, dù Kiko Chen có giải thích là do bị mất điện thoại. Sau khi câu chuyện này được tiết lộ, đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Trước ồn ào dư luận, Kim Lý đã lên tiếng cho biết đây hoàn toàn là thông tin bị đặt và anh chưa bao giờ làm điều có lỗi với phụ nữ. Nữ người mẫu Kiko Chen bất ngờ đăng đàn, chia sẻ lại chuyện tình 2 năm với Kim Lý và tố anh phụ bạc gây xôn xao dư luận. Tối 12 tháng 12, Kim Lý đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và cho rằng tất cả đều là bịa đặt. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đây, tuy nhiên quản lý của Kim Lý đã lên trang cá nhân và tung loạt tin nhắn trò chuyện với Kiko Chen, tiếp tục tố cô đưa thông tin bịa đặt tới truyền thông. Quản lý của Kim Lý cho biết, do thấy Kiko Chen lên báo kêu khóc là có người nhắn tin đe dọa khiến em khóc, khiến em stress, khiến em suy sụp này kia, chắc là một trong những người đe dọa em là anh, nên anh cũng phải nói cho rõ trắng đen. Để giải thích rõ hơn về sự việc, người này khẳng định chưa bao giờ chủ động nhắn tin đe dọa Kiko Chen và cũng không nhận được bất cứ email nào từ nữ người mẫu này, nên không có gì để trả lời. Vì không thể bỏ qua hành động của Kiko Chen, nên quản lý Kim Lý đã gửi tất cả bằng chứng và nói chuyện với luật sư để giải quyết ổn thỏa sự việc. Quản lý Kim Lý tung loạt tin nhắn trò chuyện với Kiko Chen và cho biết đã gửi bằng chứng cho luật sư làm việc với Kiko Chen để giải quyết sự việc. Cũng theo đoạn tin nhắn mà quản lý của Kim Lý tung lên dòng trạng thái, nữ người mẫu Kiko Chen liên tục gửi lời xin lỗi tới anh và cho biết không có ý đụng chạm tới nam diễn viên. Cô khẳng định chỉ đăng dòng trạng thái nhìn lại bao năm vất vả khó khăn, nhưng hậu quả lại sai chủ đích nên sự việc mới đẩy đi xa như vậy. Kiko Chen còn thừa nhận, chị Hồ Ngọc Hà cũng là fan lớn của em chỉ mong chúc phúc chứ không hề đụng chạm gì hết. Một trong những số tin nhắn mà quản lý Kim Lý trò chuyện với Kiko Chen được tung lên mạng xã hội. Theo đó, Kiko Chen phủ nhận chuyện nhắc lại tình cảm với Kim Lý để đánh bóng tên tuổi. Nghề mới của nghệ sĩ, bán rẻ đời tư để kiếm tiền và nổi tiếng. Nếu cho rằng việc bán đời tư đang mang lại cách xê sự nổi tiếng, mức thu nhập ổn định trong cuộc sống, thì có lẽ đó là cái giá quá rẻ đối với nghệ sĩ. Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc, thì đời tư nghệ sĩ với những bí mật phía sau sân khấu luôn là điều khiến dư luận quan tâm, tò mò. Tuy nhiên, trong khi nhiều nghệ sĩ biết cách giữ gìn đời tư như một sự tôn trọng chính cuộc sống của mình, thì một số nghệ sĩ khác lại xem đó như một tài sản mà họ có thể bán để được trả cát xê. Câu chuyện của diễn viên Lê Giang và Duy Phương liên quan đến game show Xoánh Hào Quang giống như giọt nước tràn ly về những bí mật đời tư được thổ lộ trên truyền hình.
Ngay từ khi phát sóng, chương trình Xoánh Hào Quang đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều khán giả. Dù đây không phải là game show về âm nhạc, hài kịch hay bất cứ một trò chơi nào, Xoánh Hào Quang chỉ đơn giản với những màn tâm sự đẫm nước mắt về quá khứ của nghệ sĩ, một yếu tố đảm bảo tính ăn khách bậc nhất hiện nay. Là chuyện siêu mẫu Xuân Lan lần đầu công khai người yêu đồng tính, lợi dụng tiền bạc, chuyện cô bị bạn trai đồng tính bỏ khi biết có thai, đó là chuyện danh hài Cát Phượng lật lại quá khứ ly hôn Thái Hòa chỉ 7 ngày sau đám cưới và buộc tội anh vô tâm đến lạnh lùng. Cũng trong chương trình này, dư luận giật mình với bí mật từng bị xâm hại tình dục của ca sĩ Thủy Tiên. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng bật mí chuyện từng được Ân Hoàng Phúc theo đuổi một tháng. Trước ống kính máy quay của Xoánh Hào Quang, tất cả bí mật đời tư, bi kịch quá khứ đều được các nghệ sĩ tường thuật lại một cách tỉ mỉ để lấy được nước mắt khán giả. Công khai quá khứ, ngoài việc nghệ sĩ thêm một lần phải đối diện với nỗi đau, họ còn khiến cuộc sống hiện tại của nhiều người bị xáo trộn. Người mẫu Xuân Lan đã phải đăng đàn xin lỗi chính thức người cũ vì vô tình khiến anh bị chỉ trích sau khi công khai quá khứ. Thủy Tiên nhắc lại chuyện Ân Hoàng Phúc từng yêu mình trong khi hiện nay anh đang sống hạnh phúc cùng người mẫu Kim Cương. Đỉnh điểm của những tổn thương chính là việc danh hài Duy Phương gửi đơn kiện HTV, đơn vị sản xuất chương trình vì những lời tố cáo sai sự thật từ vợ cũ, nghệ sĩ Lê Giang trong chương trình Xoánh Hào Quang. Bán đời tư để kiếm sống và nổi tiếng, điều này cho thấy nhiều nghệ sĩ Việt đang rơi vào bỉ cực của nghề, hoặc là họ đang bán rẻ danh dự, hoặc là họ đang bị biến thành con mồi của nhà sản xuất. Nhưng nếu xem việc bán đời tư như một cách để tiếp tục nổi tiếng và kiếm tiền, thì cái giá họ đang được trả thật quá rẻ mạt. Thực tế, nhiều nghệ sĩ vẫn có sự nghiệp thành công rực rỡ mà không cần đến việc phải chia sẻ hay tiết lộ đời tư.